Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau dán sờ kin mẫu không một cho lắc tắc Dell P54G. Như các bạn đang thấy ở trong video, chiếc laptop đã cũ và trơn sơn chảy keo, chủ nhân của chiếc laptop này muốn khoác lên mình một mẫu sờ kin mới để thể hiện được tính cách của bạn ý. Đầu tiên, chúng ta sẽ dán mặt trên của laptop. Chúng ta sẽ bóc miếng dán sờ kin ra khỏi miếng dán. Ươm miếng dán sờ kin vào mặt trên laptop. Vì miếng dán được làm từ chất liệu 3M nên trong quá trình ươm, nếu có đặt sai thì chúng ta có thể nhấc ra đặt lại. Sau khi ướm xong, chúng ta sẽ lấy gạt chuyên dụng để đẩy hết bọt khí còn sót lại và miết làm cho đều keo dán nhất có thể. Tiếp đến, chúng ta sẽ dán sờ kin cho phần khung viền màn hình máy. Chúng ta sẽ ướm miếng dán sờ kin lên khung viền màn hình laptop. Vì phần chi tiết này khá nhỏ nên chúng ta chỉ cần dùng tay để miết cho đều keo nhất có thể là xong. Tiếp đến, chúng ta dán sờ kim tắc tắc vào khung viền cho bàn phím. Chúng ta sẽ ướm miếng dán sờ kin cho khung viền bàn phím laptop vào. Các bạn chú ý các chi tiết khung viền rất nhỏ nên khi ướm cẩn thận không các miếng dán sẽ dính vào nhau. Miết đều bằng gạt hoặc tay cho đều keo nhất có thể. Tiếp đến chúng ta sẽ dán từng sờ kin lên từng phím của laptop. Chúng ta sẽ sử dụng kẹp gắp chuyên dụng để lấy những sờ kin bàn phím ra khỏi miếng dán và gắn vào phím.
Các bạn yên tâm, khi các bạn mua sờ kim bền xốp sẽ có đầy đủ phụ kiện để hỗ trợ bạn dán. A few moments later. Cuối cùng là chúng ta sẽ dán phần mặt đáy của laptop. Ừ miếng dán vào phần mặt đáy của laptop. Vì được làm từ chất liệu 3M, nên trong quá trình dán chúng ta có thể tháo thích nhất ra dán lại vô tư như mình nói ở trước video. Trong quá trình dán, nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng để lại lời bình luận ở phía dưới video để bên mình được biết. Gạt đều mặt đáy của laptop cho đều keo.
Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, các bạn vui lòng liên hệ đến số hotline và địa chỉ hiển thị ở trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.